Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 250.000 đô Top Gun Prize. Thì chương trình này góp này như sau nè bạn: 20 người chiến thắng sẽ nhận được 5.000 mã thông báo trị giá là 500 USDT, và 40 người chiến thắng nhận được 2.500 mã thông báo trị giá là 250 USDT, và bậc thứ ba dành cho 100 người ngẫu nhiên may mắn nhận 500 mã thông báo là 50 USDT nha bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video của mình nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản đúng không ạ? Nhiệm vụ đầu tiên, bạn theo dõi Twitter nè. Bấm vào theo dõi nè. Trên Twitter nó thì bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi bạn bấm vào tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè. Rồi các bạn like nè. Để chỉnh Twitter các bạn ơi. Các bạn thích nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn retweet những cái nữa nè. Rồi, đây các bạn like nè. Thích nè. Chỉ dẫn tweet nè. Rồi bạn bấm up lên nè. Bạn bấm tiếp tục nè. Sau đó bạn join vào kênh Telegram đó nè các bạn. Chưa join. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục join vào kênh Telegram tiếp theo của nó nè. Đâu chậm quá. Xin kênh Telegram nó bạn join vào các bạn. Sau đó bạn bấm up lên nè. Bạn bấm tiếp tục nè. Sau đó truy cập vào trong web của nó nè. Các bạn truy cập trong web nó là bạn xem cứ khoảng 30 giây thôi các bạn. 30 giây đến 1 phút các bạn, rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi tiếp tục cái thông minh Telegram nó nè, nhấp vào đây nè. Sao máy mình nó chậm ghi các bạn. Trên Instagram các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Đặt tên Bisco Gobatan. Rồi trên Instagram nó thì các bạn đặt tên. Cái này gì ta. Rồi các bạn copy hashtag này nha các bạn. Này sao trời, cái này đâu quá cả trời. Đặt tên cho nó. Khoan các bạn, đợi mình suy nghĩ chút các bạn. Thôi rồi các bạn bắt đắp luôn đi, này bỏ luôn đi. Này bỏ luôn đi các bạn. Ghé thăm vào đây. Chỗ nào làm không được. Cái từ chỗ có nói, này bỏ luôn đi. Tiếp tục. Kiểm tra đi quê. Nó chịu tải mình quỷ luôn. Rồi bấm tiếp tục. Rồi cứ một trả lời 5 câu hỏi này thì các bạn nhấp vào đây nè bạn. Rồi địa chỉ email của bạn là bạn, bạn bấm vào nhập cuộc khảo sát của tôi bằng cách nhấp vào link bên dưới. Rồi bạn bấm vào đây nghe tất cả các bạn. Vào đây bấm start nè bạn. Rồi thì cái đáp án mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đó. Để mình lấy dưới đây phần đáp án các bạn. Mình chuẩn bị cho tất cả các bạn xem rồi. Đáp án A, C, ngày, B, C. Rồi A, B, ngày, B, C. Đáp án A nè các bạn. Rồi bấm OK. Đáp án B nè các bạn. OK. Đáp án ngày là. Rồi đáp án này thì bạn chọn OK nha các bạn. Rồi tiếp theo thì đáp án B, đáp án C. Đáp án B nè các bạn. Rồi tiếp theo đáp án C nha các bạn. Rồi các bạn điền lại email các bạn đã đăng khai báo trên cái nãy các bạn. OK. Sau đó các bạn điền lại username Telegram bạn đã join vào group nè. 3 số 1, 3 số 2. Rồi bấm OK. Tiếp tục điền lại username Twitter các bạn nè.
Ok. Sau đó mình gọi địa chỉ IC20 trên giấy chocolate của tất cả bạn nha các bạn. Rồi mình bấm ok. Bấm this in you. Lúc này thì các bạn qua bên Google dịch các bạn. Các bạn bấm chữ văn hoặc chữ Z gì cũng được chứ các bạn. Chữ Z là đồng ý, cũng dán, bấm Z nha bạn, dán vô đây, rồi đi. Rồi, ok, vậy mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp bằng chia tổng giải thưởng 250.000 USDT đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.